Dễ dán này làm sao? Bạn làm hai cái chân nhưng mà cân. Đó, hai chân dựng tivi này. Thì các bạn cắt một hình tròn nhỏ màu hồng. Bạn làm tivi màu hồng nó sẽ cắt một cái màu hình tròn nhỏ màu hồng. Hoặc là các bạn cắt nửa hình tròn thôi cũng được. Bạn làm hai cái vì dâu của tivi ngày cổ ngày xưa còn phải có hai cái dâu nó mới thu được sóng tín hiệu. Đó. Bạn làm hai cái anten ra cần thu của tivi ngày xưa đó. Bên này các bạn sẽ làm phần điều chỉnh để chúng ta vẽ một hình tròn. Để chúng ta làm núm vặn, các bạn làm cái núm vặn ngày xưa, có cái núm vặn để chúng ta điều chỉnh kênh. Các bạn làm hai cái hình tròn ở đây. Hình tròn nó vẽ hình chữ nhật lên trên nó làm núm vặn. Hướng dẫn xong cho các bạn làm một chiếc tivi ngày xưa đó.